Vừa qua, Lisa tung single New Woman kết hợp với nữ ca sĩ người Tây Ban Nha Rosalia gây sốt làng nhạc. Sau Rockstar, New Woman là ca khúc thứ hai nữ idol phát hành dưới trướng công ty mời Outloud nằm trong album được dự đoán sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Việc liên tục ra nhạc tiếng Anh, collab với tên tuổi có sức ảnh hưởng như Rosalia càng cho thấy định hướng quốc tế mà em út Blackpink theo đuổi. Ca khúc có thông điệp nữ quyền mạnh mẽ kết hợp giữa hip hop và màu sắc Latin cộp mác đóa hồng Tây Ban Nha. Đáng nói, tương tự Rockstar, ca khúc mới của Lisa cũng hoàn toàn vắng bóng khỏi các bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn Quốc. Trong khi đó, thành tích quốc tế lại được nâng tầm với hơn 6 triệu stream trong ngày đầu phát hành trên Spotify. Cô nàng cũng tự phá kỷ lục của mình, đưa New World thành ca khúc có stream ngày đầu cao nhất nền tảng đối với một nghệ sĩ nữ K-pop. Ở iTunes, New Woman chiếm lĩnh vị trí đầu bảng của 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. View YouTube cũng liên tục tăng, chứng minh lợi thế của idol gốc Thái. Tuy thành tích cao, nhưng bài mới của em út Blackpink vẫn vướng vào tranh cãi thao túng nhạc số. Theo đó, vào ngày 20 tháng 8, Lisa tuột 42 hạng trên bảng xếp hạng nghệ sĩ của Spotify, dừng chân ở vị trí 135. So với ngày 19 tháng 8, New Woman cũng giảm hơn 700.000 stream đã lọc, lượt nghe trong ngày từ 6 triệu ngày đầu, giảm còn 3,6 triệu, tuột một nửa chỉ 4 ngày sau khi phát hành. Sự sụt giảm này ngay lập tức dấy lên nhiều nghi vấn. Trên mạng xã hội, nhiều người đồn đoán ca khúc của Lisa đã bị Spotify trừ stream do có một phần không hợp lệ đến từ việc chạy bot, sử dụng phần mềm chạy đi chạy lại nhằm tăng lượt nghe. Bên cạnh đó, New Woman cũng bị auto Spotify Mỹ dù collab với Rosalia, nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy. Chưa kể, iTunes 24 giờ đầu của Lisa cũng không đạt vị trí số 1 tại bất kỳ quốc gia nào thuộc top 8 thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới, trong đó bao gồm Mỹ, Anh và Nhật. Lúc này, fan nhạc bắt đầu đặt ra câu hỏi về hiệu ứng thực sự New Woman đã tạo ra. Rõ ràng Lisa có thành tích tốt nhưng lại không phản ánh được sự ảnh hưởng thật sự đến thị trường. Xét về độ thảo luận, New Woman quả thực có phần kém miếng hơn so với Rockstar. Và hai ca khúc đầu tiên idol gốc Thái phát hành khi còn dưới trướng YG, bài hát còn bị nhận xét kén người nghe và khó tạo xu hướng tiếp cận khán giả qua các nền tảng video. Tổng hợp lại những chi tiết trên, nhiều ý kiến cho rằng loạt chỉ số hiện tại của New Woman phần lớn do fan cày, thậm chí dùng thủ thuật thao túng nhạc số tạo ra. Trước đó, Lisa cũng vướng tranh cãi tương tự khi quảng bá Rockstar. Ở diễn biến khác, tối 21 tháng 8 theo giờ Việt Nam, tài khoản Twitter ở giải thưởng âm nhạc MTV Video Music Awards đã công bố dàn sao trình diễn chính thức của lễ trao giải năm nay. Lisa là nghệ sĩ châu Á duy nhất có mặt trong danh sách này, cùng với ba nghệ sĩ người Mỹ là Benson Boone, Hailey và Lenny Kravitz. Được biết, đây là lần thứ hai idol sinh năm 1997 xuất hiện trên sân khấu MTV MVAs năm 2022. Cả bốn thành viên Blackpink từng đổ bộ lễ trao giải này với màn trình diễn Pink Venom. Đặc biệt, ban tổ chức MTV MVAs còn nhấn mạnh đây là sân khấu đầu tiên của Lisa ở MVAs với tư cách nghệ sĩ solo. Mỹ nhân xứ chùa vàng từng làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên chiến thắng hạng mục Best K-pop cho ca khúc solo La Lisa tại lễ trao giải MTV MVAs năm 2022. Thành tích này cũng giúp cô lập kỷ lục Guinness Thế giới. Trong năm nay, Lisa lại là nghệ sĩ K-pop được đề cử nhiều hạng mục nhất của MVA. Cô giành được 4 đề cử khác nhau cho bản hit solo mới ra mắt được gần 2 tháng Rockstar, gồm biên đạo xuất sắc nhất, chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, biên tập xuất sắc nhất và ca khúc K-pop xuất sắc nhất.